còn bìm sẽ đậu sau để cho nó sạch nó đẹp. Bìm thì bên mình cái cần lần này sẽ được nâng cấp là cần gỗ mahogany. Mahogany nhé mọi người, cần mahogany liền khối, rất là cứng, ổn định. Mặt bóng phím thì vẫn là gỗ mun. Đây là lô phun điệp đợt này. Đẹp quá, nó nét căng luôn. Đẹp lắm mọi người ơi. 2024 cho anh em mình ơi. Đó là phun gỗ qua cườm, qua chun á, chun và cườm. Đây là những cái lô đàn tầm khoảng cỡ 15 cây mà mình chọn được những cái bộ gỗ qua Việt Nam hàng mà có chun, hàng có cườm á. Là mình sẽ lên một cái lô cao cấp để dành cho những anh em mà thích có một cái đàn xịn hàng cao cấp á. Mình sưu tầm nha. Cần đàn được làm từ gỗ mahogany, mặt tổ lông phím, lưng có vác bao veo và đi viên sơ cừ. Anh em nhìn hả? Rất là đẹp. Đây là sản phẩm mới trong 2024. Đó có lỗi, 2024-2025 đó. Lỗi luôn đó chị. Thì em thăm luôn. Đó, đéo mọi người ơi. Dùm cho mọi người xem cái cườm. Tất cả đều là chun và cườm hết nha. Đây là những cái bộ gỗ mình chọn lọc ra để ở lên cái phần đàn cao cấp này. Từ sẽ đảm bảo âm thanh cho anh em luôn. Nước sơn căng nha. Rồi.